Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dung Hoàng. Và anh em nào mà lần đầu biết đến kênh của em thì rất là đơn giản thôi. Anh em vào kênh YouTube và các anh em gõ ở chỗ phần tìm kiếm chữ Đồng Hồ Cổ Dung Hoàng và các anh em tìm kiếm là nó sẽ ra. Đây là kênh Đồng Hồ Cổ Dung Hoàng của em. Em có hai kênh, nhất là kênh Đồng Hồ Cổ Dung Hoàng của em. Thì anh em nhấn nút đăng ký này, và các anh em nhấn đây có cái chữ thông báo này, anh em nhấn vào biểu tượng của chuông đấy, để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem được và biết được những mẫu đồng hồ mới nhất. Và đây là kênh Đồng Hồ Cổ Dung Hoàng thứ hai em mới đăng ký anh em ạ. Và anh em cũng nhấn vào nút đăng ký này, cũng như là nhấn vào thông báo chỗ biểu tượng của chuông, thì anh em nhận được tất cả những cái video mới nhất em ra anh em nhé. Trước mắt anh em là một trong những phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Bulova, một trong những thương hiệu rất là quen thuộc với tất cả các anh em. Chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1955 đến 1960 với khung vỏ được bọc vàng toàn thân, bọc vàng 10K anh em ạ. Một trong những cái nét đẹp cực kỳ đặc biệt. Và chiếc đồng hồ này zin nguyên bản 100% anh em nhé. Dây cũng là nguyên zin nguyên bản từ bên nước ngoài về. Và em rất là may mắn được sưu tầm và sở hữu được một chiếc Bulova kịch độc ngày hôm nay, với một cái thiết kế với bộ máy cơ con lên dây. Và chiếc đồng hồ này nó là một trong những cái phiên bản đồng hồ dáng tròn cổ điển với size mặt lên tới 33mm, chuẩn size vintage xưa anh em ạ. Điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này đó chính là một bộ 4 chân càng, nó làm 4 chân càng nhện, nhìn nó rất là độc đáo. Và đây là một cái nét đẹp thủ công và cái nét đẹp mà gần như là những người đam mê đồng hồ cổ thích sưu tầm, thích săn đón và kiếm được những chiếc đồng hồ zin nguyên bản như này thì cực kỳ khó tại thị trường Việt Nam mình anh em nhé. Và em dựng cái đồng hồ lên để tất cả các anh em cùng xem cái nét đẹp của 4 chân càng của chiếc đồng hồ này. Nó phải nói là một cái kiệt tác và một cái nghệ thuật mà không phải là cái dòng Bulova này nó đem lại, mà đó chính là một cái khối óc và một trong những cái thiết kế của những người họa sĩ và những người thiết kế ra một cái chiếc đồng hồ độc đáo kinh điển này. Và đây cũng là một cái dòng kinh điển của cái thương hiệu Bulova. Đấy, anh em cùng nhìn cái sợi dây chun bọc vàng 10K nguyên bản từ bên nước ngoài về cùng theo đồng hồ anh em ạ. Núm zin có logo chữ Bulova, biểu tượng đặc trưng, và nước vàng còn cực kỳ mới và bóng. Anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy 4 chân càng này anh em thấy không? Thời xưa họ làm thì mất rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để thành quả, thành phẩm là một chiếc Bulova đẹp như này anh em ạ. Và cái tác phẩm nghệ thuật Bulova này thì anh em nào mà yêu thích thì hãy gọi điện cho em để nhanh nhất chốt được cái chiếc đồng hồ này.